Ủa chị Nga gì Hoàng Anh rồi chưa ra hả? Chưa. Ủa nước dừa đâu con? Nước dừa tươi đâu đâu con? À nước dừa. Ồ nước dừa đây hả? Không. Cái nước dừa để nấu ăn nước dừa nào? Chắc nước dừa nào quá. Nước dừa nấu ăn. Này nước dừa uống hả? Nước dừa uống. Ồ nước dừa nấu ăn đâu ta? Nó cũng là dừa tươi luôn hả chị? À này nước cốt dừa. Cái nấu ăn, cái nấu chè. Không, còn nước dừa tươi để hỏi nha. Để hỏi gì Vân coi. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kính chúc. À đây nước cốt dừa tươi. Đề nghị luôn bình tĩnh, thận trọng và điều chỉnh thói quen thích ứng với cuộc sống có dịch Covid-19. Bởi vì mỗi lần nghe tới Tết là tôi sợ lắm mà con ơi. Tết tự nhiên có nhiều thứ, có thêm nhiều việc làm ghê luôn á. Alo mẹ nghe này ba. Mua nước cốt dừa tươi phải không? Nước cốt hay là nước dừa? Trời ơi nước dừa hỏi hoài mệt quá. Hả? Vậy là nước dừa tươi luôn. Dừa. Nước dừa để kho thịt kho hồng vịt á. Vậy là nước à nước dừa trái. Ba muốn. Ba kêu lấy cái bịch lớn á, cái bịch giấy lớn á, đừng có lấy nhỏ. Đúng rồi, nhỏ lớn. Rồi. Okay. Lấy cho mẹ khoảng 5 bình đi. Lấy chú 5 hộp đi con. Đây con. Rồi lấy một chú 5 hộp. Rồi. Ờ ba. Ở đó có bán hộp đều không vậy? Không có hộp đều mà ơi. Không có thôi, tưởng có thì mua luôn. Trời ơi, cái gì. Thì sẵn rồi ta hỏi mệt. Không có hộp đều có. Không có hộp gì. Ở bên, ở hỏi nè. Lấy 50 con ra tính tiền chú luôn đi. Là có mua thêm bông không, mua bông giấy không? Thôi được. Thấy bà con bác ơi, chờ chương trình mua bông giấy nè. Thôi mẹ không thích bông giấy nữa đâu, năm nay chơi cục khác đi. Cục khác hả? Cúc bông xôi được không? Cúc bông xôi cũng được, nãy mẹ thấy ta mua quá trời đẹp ghê. Không biết nhiêu chậu ta, biết giá không? Mẹ nghĩ rẻ, không có mắc đâu. Rẻ hả? Rồi ok. Đi kiếm mua chụp hình mẹ coi thử coi. Thôi chụp gì mất thời gian. Mua nhiều quá. Rồi thôi để đi dọc đường nè, trên Quỳnh Tân Phát thấy bán quá trời nè, để coi như chậu không biết nữa. Ok, có gì hỏi đi. Rồi. Ok, vậy ha. Lẹ lẹ về nha. Rồi. Chuyện tùm lum lan, kho thịt kho nữa kìa. Kho thịt kho nữa mới chơi. Rồi. Rồi ok, để về liền. Rồi trả tiền đã. Thôi trả tiền mặt con. Chú là 190. Nhiêu con? 190 hả? Rồi ok. Rồi con gửi, chú gửi đi. Rồi gửi đi con nha. Ok cảm ơn con. Tết Nhật tốn kém quá. Tự nhiên nay biết vậy đi hết tóc cho rồi. Rồi cảm ơn con. Nước ngọt quá trời luôn nè. Rồi giờ lại thêm nhiệm vụ nữa bà con. Thôi gọi con. Rồi. Giờ cúc mâm xôi nữa không biết nhiêu chậu nữa. Cúc mâm xôi khoảng nhiêu chậu bác, biết không? Rồi thôi làm đi dọc đường có chỗ làm cúc mâm xôi vô luôn mua tiếp nha bà con. Dạ. Tôi sợ 3 ngày tươi 4 ngày Tết ghê luôn á. Rồi lên đi cưng. Nãy giờ trên đường không. À bên kia. Ôi bên nhà thi đấu quận 7 nhiều lắm nè. Trời ơi, wow. Ồ, đẹp. Ồ, bên nào cũng đẹp hết, không biết mua bên nào luôn. Ok, đây. Đây, ôi, bên này rực rỡ luôn. Em ơi. Dạ. 350 một cặp hả? Dữ vậy? Thiệt luôn hả? Dạ tiền nào của ấy anh ơi, trời ơi, công em mới lên đó chưa sổ anh. 350 một cặp. Dạ đúng rồi. Ui. Mua luôn anh. Ồ đẹp quá rồi ba.
đúng 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 giá không, đúng giá không? Thiệt tình là bán hả anh ơi, nó hết đâu. Dạ hả? Chợ 29/9 Tết rồi, anh Hương á. Ừ. Còn quay ủng hộ cho mốt nhiều quen Tết nữa. Rồi ok. Còn sống mua sinh rất giả lắm, dịch bệnh nè, bán không là hết chứ là nhiều đâu. Rồi, một chậu này, chậu bự á, còn chậu nhỏ nè, giá khác hả? Chậu bự luôn em, còn dây lại. Ồ. 350 một cặp. Rồi ủng hộ cho mốt. 350 một cặp. Đẹp quá, đẹp 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 đẹp. Lựa 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 anh cặp xin. Một cặp anh. Lựa anh một cặp. Được. Đẹp kia được không? Ừ. Thí dụ mua 5 cặp có không? Rồi, chơi luôn. Cặp luôn. Chơi luôn hả? Chơi con máu luôn. Anh chơi mốt luôn. Rồi, 5 cặp nhiêu? Chốt luôn. Rồi bán cho anh 320 cặp. Rồi, tội nghiệp quá, giảm ba chục thôi, nó đùa cho lấy anh trước 1 cặp đi. Anh về coi bà xã anh bảo ok không, mà anh ra lấy thêm. Lựa anh cặp xuất sắc đây. Ôi giời. Đó. Không lấy. Rồi. Làm thí điểm một cặp. 350 luôn. Ôi. 350 một cặp lúc hôm sau luôn chị. Ok rồi. Bán tới tới mai là dẹp hả? Hết. Hết. Ồ vậy hả? Mấy mai này bao nhiêu cây đây? Đẹp quá. Thôi. Mai cái nào anh? Cây nào có cây anh được? Không biết cây này, cây này nhiêu, cây này nhiêu mà cây. Ừ. Cây đó 1.2 triệu, cây này 1.5 triệu. Ồ, 1.5 triệu. Mai Bến Tre anh ơi. Mai Bến Tre hả? Dạ. Ôi giời, ủng hộ em đi chị. Ủa, 1.5 triệu, 1.5 triệu đẹp quá. 350 một cặp. Thôi thôi được, giờ đưa cho anh lên đi, anh lên trước đi. Rồi, ok, lên luôn. Rồi, rồi. Năm mới ăn Tết thì dễ luôn. Rồi, đem ôm lên luôn, rồi. Em lấy cho em cộng lại chị ơi. Thôi, một cặp nhìn quá đẹp. Cặp này bự quá ha. Dạ. Cái bự anh ơi, cái bự nó đi nhỏ. Em cũng còn số lượng hết à, chứ không có nhiều đâu. Rồi anh để đây cho. Rồi thôi, thôi con ôm đi con. Để lên chậu được không? Rồi ok. Đây nè, đây rồi rồi rồi. Rồi được luôn hả? Dạ được rồi. Ô, đập độc vậy. Chị nữa. Phải có người rồi. Trời. Chở chị này nè, chị lên đi, chị quay phim. Tới luôn bác tài. Ồ wow. Ồ cái mai mình lên đẹp quá. Rồi xong nhiệm vụ. Trời ơi. Đây nước dừa. Đúng nước dừa này chưa? Đúng, chính xác, chuẩn. Ủa nhưng mà mẹ kia mua nước cốt dừa mà. Mẹ kia mua nước cốt dừa. Hồi nãy mẹ nói rõ ràng. Hồi nãy bà hỏi nước cốt dừa, mẹ nói không phải. Mẹ kia mua nước cốt dừa đi đỏ lại đi. Trời ơi trời. Con nghe rõ ràng nước cốt dừa mà. Thì đúng rồi, nước cốt dừa. Có Hào đó đứng nó nghe nữa nè. Thì nước cốt dừa, còn này nước dừa. Bà hỏi mẹ nước cốt dừa, sao mẹ kêu là nước dừa? Thì mẹ nói là nước cốt dừa. Trời trời. Ba mua lộn rồi, ba đổi lại cho mẹ liền đi. Cái gì? Thì anh nói gì? Nước cốt dừa đúng không thì anh? Hồi nãy mẹ nói nước cốt dừa phải không thì anh? Dạ. Dạ gì trời. Biết không? Thấy thương quá, mồ hôi quá, hồi kệ lấy xài đỡ luôn. Nói rõ ràng nước dừa mà đặt thuốc tôi nữa. Nè. Thôi đây rồi. À, nháy nháy nè. Thấy đổ mồ hôi quá, thấy thương quá bà con. Ờ, rồi nè, có mua luôn coi thử cái này có được không nè. Cái gì vậy? Dạng thọ, á à, quên, không phải dạng thọ. Cúc mâm xôi. À, mua luôn hả, thả nhanh vậy. Từ từ. Giỏi vậy ta. Mua một chậu à. Cái gì? Mua một cặp.
Không, là mua thí điểm nè. Thấy không? Bà con thấy ông ngoại phối hợp không? Không, hai cha con ăn rơ dễ sợ luôn. Đây nè, thì nãy mày kêu nói mua một chậu. Nhưng mà ai mà mua một chậu bây giờ, người ta mua một cặp chứ. Chứ người ta bán cho ba một chậu, người ta nói sao nghe, nãy nghe mua nói một chục hay một chậu. Thì nếu mà được thì mua một chục. Nó mua một cặp chứ ai mua một chậu, chứ nhà bự chè bé thì mua có một chậu để đâu. Để giữa cái bàn hả? Chậu. Ủa? Ở đâu vậy ba? Ba mới vớt ra ngoài vớt giùm nó nữa. Ờ. Thấy ông mua một chậu lẻ quá đúng không? Giờ có mua thêm nữa không? Ai biết. Ba ra ba tiễn hai cái chậu về bỏ vô. Rồi. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp ha. Ờ, đẹp. Dạ. Cặp 350 đó. Cặp 350 thôi. Ừ. Nhưng mà chỗ này nó đẹp. Đẹp, cái này nó đẹp cũng được. Nhưng mà phải tưới nước nha, nó được chưa? Để ba để chậu về. Đẹp quá hả? À. Mua thêm không? Ra mua thêm. Mua thêm chục chậu nữa đi. Chậu chủ gì? Thiệt hả? Thiệt. Rồi mua luôn, mua cho ông nội đó. Mua cho ông nội nữa. Phải không? Thiệt không? Thiệt rồi đi mua đó. Giờ vậy nè. Ba mua và để full chỗ đó cho mẹ đi. Rồi ở giữa ba để thêm một cái cây gì đó đỏ hay cái gì đó. Ba suy nghĩ đi, ba động não đi. Một cặp đỏ gì đó. Để chính giữa là một cặp còn nhiêu. Để trên cái thềm á. Con cái mình vậy đó kiểu. Trời ơi. Để ngắm luôn rồi chụp hình ngồi đó chụp hình đẹp đúng không? Để cái mai đó. Cái mai cũng được. Để cái mai ở giữa. Cái mai cũng màu vàng. Cái gì đỏ mà cây bự được. Kiếm đâu ra trời. Không ra hả? Thôi để cơ mâm rồi. Ok. Vô. Thôi tự do, bông trang buồn lắm. Bông trang đúng rồi, bông trang buồn không? Không bông giấy. Nữa bông giấy nữa. Kiếm chậu bông giấy bự để đó. Xong chung quanh là bông gà, bông đẹp. Nói chung là mua cái gì trước đi. Mua thêm phải không? Mua thêm một chục nữa thiệt á. Thiệt. Một chục nữa 3,5 triệu đó. Giờ lấy tiền, giờ một lấy tiền hay là giờ lấy tiền hay lấy ba lấy bông? Tiền xài cũng hết thôi lấy bông đi. Ăn Tết. Rồi đi mua thiệt á nha. Thiệt. Trời ơi, rồi đi tiếp. Tiếp Hậu ơi. Thôi chắc lấy xe hơi đi cho lại dễ. Lấy xe hơi đi cho mấy. Đi ba ơi, đủ ngoại đi, có ngoại đi nè. Ông ngoại lái xe đi ông ngoại. Ủa ba ơi. Cái gì vậy cô gái? Lấy nữa hả? Dạ, mua thêm về ba. Mua thêm cho ông nội nữa. Đó. Đó, giờ ông ngoại với Coleman sẽ đi mua thêm 8 chậu nữa. Cho người ấy vui vẻ. Trời kêu đổi tiền lấy đổi tiền không chịu. Lấy tiền đừng lấy bông không chịu mà nhất quyết là mua bông. Đúng là phụ nữ lạ. Gặp mình thôi mình lấy tiền mình nhậu cho nó quê. Thiệt tình. Trong cung ra chỗ này. Dạ ra, dạ, ra luôn mà ra xong rẽ trái luôn. Chạy lên gần nhà thi đấu quận 7 á, chỗ đó. Nó thẳng ở trên Đông Cung, thẳng Đông Cung đi cho dễ. Đây, stop here. Rồi, chắc lên luôn. Tiếp tục. Tiếp luôn. Lựa tiếp. 5 cặp đi. 5 cặp đi. Rồi, thôi thêm 4 cặp nữa là chặn luôn. Rồi, ok. 4 cặp trên đây là đẹp à. Em lựa thì em lựa mình đi. Em lựa mình. Lựa xong bỏ anh xe luôn. Nè, chậu đẹp quá trời nè. À, có màu đồng nữa hả? Rồi, ok, lựa mà đi, lựa cho xuất sắc nha. Đó, à, xuất sắc khán giả tranh thủ nè, còn ngày mai nữa. Em nói em xấu cho em bắt đồ đẹp không à? Ủa, sao nó nhỏ xíu vậy? Lá nó bung ra hả? Em cột cây lá bự. À, vậy hả? Rồi, ok. Ồ, thấy ghê ta, bắp. Xuất sắc vậy. Mở cớ vậy. Rồi ok. Bốn cặp. Tám.
Cái này đẹp quá nè, cho nó dằn quét luôn cho nhìn nó đã. Cái này cũng đẹp không? Cái này vừa có vàng vừa có đồng nữa nè. Trời ơi, đứng xa mà quăng không sợ rớt hả ta? Dạ không. Thôi cùng quý, cái nhà con dừa. Hả? Cái nhà con dừa luôn hả? Dạ, cái nhà con dừa. Nè, cái này đẹp nè. Đó, đúng rồi, đó đó. Không, cái này nè. Đúng không? Không, cái đó đó. Đúng rồi, vừa vàng vừa đồng á. Rồi mấy chậu rồi bà cưng? 8 chậu rồi đó. Đâu. Phải đảm bảo bung nó bung ra đẹp nha. Rồi ok. Đây là vàng cho chú. Đây là vàng chanh, đây là vàng cam. Bốn chậu hả chị? Rồi tổng cộng nhiêu tiền anh nè, anh trả nè. 700. 7 lần triệu tư. Triệu tư hả? Nuôi được nữa. Đúng rồi. Em không gì đâu. 900 phải không? Thêm 500 nữa đúng không? Đưa nguyên cặp lại đi, anh em mình không rồi đâu sợ. Ok. Rồi. Cảm ơn. Đúng không? Ơi, đang mới bắt đại luôn. Đúng không? 7. 350 cặp. Rồi ok, lên hàng. Rồi lên luôn, để lên luôn. À bỏ bịch cho sạch hả? Ồ, kỹ quá. Quê Bến Tre cùng quê Hương Dừa luôn hả? Ê. Ở đây là đối diện với lại ở ngay trước cổng nhà thi đấu quận 7 nha bà con cô bác. Dạ. Yeah. Nhà thi đấu quận 7, trước nhà thi đấu quận 7. Đủ chỗ không ba? Đủ chỗ để không? Chắc đủ chỗ. Hy vọng là đủ chỗ. Trời ơi. Bà kêu mua... kêu mua một chục mà mình nghe, mình gẹo về gẹo một chậu. Anh Dư có mua thêm không anh? Hả? Trời ơi, Dư có mua thêm. Dễ thương quá à, công nhận. Cái này hai chậu nữa. Cái này là upsell giỏi quá, là upsell xuất sắc luôn á. Còn hai chậu nữa. Hai chậu nữa hả? Đúng rồi, để luôn cho nó cứng. Có tặng cây nào không? Hai chậu. Có tặng con nè chú ơi. Lấy cặp nữa đi. Ủa, upsell giỏi quá, nào lấy luôn cặp nó luôn. Rồi ok. Rồi ơi. Bắt này nghe. Ờ cảm ơn. À, upsell siêu giỏi luôn á bà này đó. Phải đẹp nha. Không đẹp không chịu rồi đó. Em nói anh thiệt á, ở đây em có te 6 huyệt nhưng mà bắt đầu đẹp không à. Nói này giống y Dương Khương vậy. Dạ đúng rồi, cái nhà con dừa anh ơi. Cái con dừa hả? Dạ. Rồi. Một cây đó chị. Trời, nó áp xeo giỏi quá, lên luôn. Phía sau này còn chỗ để nè, lên luôn mấy cặp nữa đi. Ờ, hết chỗ rồi. Ủa, sang năm lần hả? Ba. À năm nào không bán hả? Dạ. Ồ. Rồi thôi dạ, bây giờ vậy à. Rồi cảm ơn bà con bác đã xem hết video này nha bà con ơi. Dạ, vui nha. Dạ, rồi ok, xin chào tạm biệt. Dạ, Tết là phải đi mua bông đồ, là mua này mua kia. Nói chung cả năm cũng nói thưa thật với bà con bác là cả năm chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược. Ở nhà ít lắm, cho nên là rảnh được 2-3 ngày Tết là mình hay đi làm này làm kia cho bà vui chút. Để sang năm mình đi tiếp cho nhiều hơn thôi chứ không có gì hết đó. Rồi cảm ơn bà con nha bác nha, chúc bà con bác ăn Tết vui vẻ nha. Rồi. Rồi đây, trời ơi, nó thơm ghê luôn nha. Đấy. Rồi người đẹp đâu? Ờ má mày ơi. Thêm 8 chậu nữa chẳng chục nè. Giờ để đâu nè, chỉ đạo đi. Mệt quá. Không vui vậy nha. Giỡn cái đó hết vui. Mà đâu nói thiệt đâu mà tưởng
Muốn chị giữ vậy? Nói phải làm không ngọn. Nè, 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 ôm luôn đi. Không, nói giỡn chứ trả lại bớt đi. Nói nhiều quá chỗ rồi nè. Mày trời, trả lại bớt nó mới ghê. Trả lại bớt 6 chậu. Không, bây giờ trả làm chi, lát mang ra ngoài kitchen đó, để bán luôn. Bán lại 35 ngàn cặp, 35 ngàn cặp nó mua. Phụ đi mua, mua hoa hoài. Phụ họ không lo lên kho thịt. Dạ lát, lát là xếp ở đâu nè, hỏi nè. Để lên đây hả? Bây giờ ba để gọn một chỗ đi, rồi để ông ngoại mua chậu bỏ vô này kia làm cho nó gọn gàng rồi mới bỏ lên được chứ. Rồi, thôi được rồi, ok, thôi để đi. Gọn đó đi. Ông ngoại còn đi mua chậu bỏ vô nữa nè. Rồi. Mấy đứa đệ tử đâu? Mấy đứa nhỏ đâu? Chi? Con ơi, ra khiên bông vô phụ cho ba vô kìa lên. Tới 10 chậu luôn con, vô ra khiên phụ ba nhẹ lắm, không có nặng đâu. Đi, ra khiên phụ đi con. Tập trang trí nhà cửa đi con. Mày chạy đâu vậy mày? Trời ơi, cái mai nhà mình ghê phía trước kìa, trời đẹp chưa. Rồi ba đứa, mỗi đứa một chậu mang vô. Từ từ, rồi ông ngoại ơi, stop here. Rồi được ông ngoại. Ông ngoại đừng sụp xuống nha. Ôm vô. Thôi để cho nghe thèm đi con rồi tính sao. Quá trời luôn. Phải huy động lực lượng khuân giác á. Lực lượng khuôn giác thiếu niên nhi đồng rồi, ok. Rồi thôi con ba người hai chậu đi cho vô xong. Ồ wow. Rồi dân anh được việc quá con. Ok, máu vàng không ôm vô đúng rồi con. Ta phụ ngoại kìa. Rồi ok. Để đó đi. Sai được rồi, lớn rồi, sai được rồi. Rồi xong, cảm ơn, thank you you. Thank you you luôn mới ghê chứ. Ok. Mát trời rồi ra rồi sắp xếp. Để đường nó sáng nhau quá. Không sát nó ngã làm sao? Ba chỉ đạo nữa. Con không sát nó ngã. Đi ba vô kho thịt nè. Rồi vô kho thịt liền. Trời ơi. Tết nhất. Tết gì vậy, mệt vậy hả? Trời Tết gì vậy trời. Yeah.